Nhà vườn Thanh Nhàn xin chào toàn thể cô chú anh chị ha. Cũng nhân dịp năm mới chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha cô chú anh chị. Thì cũng như thường lệ thì shop mình lên giao lưu với cô chú anh chị, mình là dòng Mai Chiếu Thủy, nu da đen, nu chùm ruột lá lớn Cà Mau nha cô chú anh chị. Rồi thôi trang vàng lá chung, trang vàng lá nhỏ, cây ấm tàn về cô chú anh chị mình chơi Tết ha. Thì mời cô chú anh chị mình chia xem chi tiết của cái clip ngày hôm nay. Thì địa chỉ shop mình là ở Thốt Nốt, Cần Thơ nha cô chú anh chị. Số điện thoại để chốt hàng là 0853 138 138. Số Zalo luôn nha cô chú anh chị, Zalo Facebook. Thì cô chú anh chị mình đã ủng hộ shop trong thời gian qua thì cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Thì mã hôm nay là mã X nha cô chú anh chị. X1 là một phôi Mai Chiếu Thủy. Cây này hoành đo tại vị trí này là 43 nha cô chú anh chị. Vị trí cổ rễ nha. Rồi mình đo lần lượt ở eo rồi cho cô chú anh chị mình xem. Đây eo này là 22 nè. Eo đó. Cây nu nần đẹp nha cô chú anh chị. Thì mình đo thì cũng đo tượng trưng ha. Cô chú anh chị mình thích đo vị trí nào có thể kết bạn Zalo yêu cầu mình đo lại ha. Nồi đế là 65. Cây này gọng lắc đẹp cô chú anh chị mình đây. Chiều cao tổng là 38. Thì phôi X1 này giao lưu cô chú anh chị mình là 1.500.000. Bao phí ship toàn quốc 1.500.000 nha cô chú anh chị. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Cây giao lưu là bao ship bao sống 2 tháng cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo là mã X2 nha cô chú anh chị. Nó rộng là cái cây này rộng nó lắc cũng rất là đẹp nha. Hoành nó là 37 nha cô chú anh chị tại vị trí này. Nồi đế tổng nó là 80. Chiều cao là 38. Rồi mình đo hoành lên nha, xích lên trên cái eo là 20. Đo sát vô cái eo nhỏ này luôn đi, đo tận chân cho cô chú anh chị mình xem là ngay đây là 23. Thì for X2 này cũng giao lưu cô chú anh chị mình là 1.500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Gọng lắc rất đẹp. Tiếp theo là mã X3 nha cô chú anh chị. Mai Chiếu Thủy. Hoành ngay đây là 37 nha cô chú anh chị. Đây này thì cái eo nó là 19. Đo nhiều vị trí với cô chú anh chị mình tham khảo. Nồi đế là 69. Chiều cao là 7, chiều cao là 27. X3 giao lưu là 1.000.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo là mã X4 nha cô chú anh chị. Cái này hoành tổng tại vị trí này là 39. Eo này là 25 nha cô chú anh chị. Nồi đế là 75. Cao tổng của nó là 35 nha cô chú anh chị. X4 này giao lưu cô chú anh chị mình là 1.300.000. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 1.300.000. Tiếp theo là mã X5 nha cô chú anh chị. Hoành là 38 nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí cổ rễ 38. Nồi đế nó là 73. Hoành eo là 25. Cao của nó là 28 nha cô chú anh chị. Phó X5 giao lưu là 1.500.000. Cây này đế rất đẹp cô chú anh chị. 1.500.000 bao phí ship toàn quốc nha. Tiếp theo là mã X6 nha cô chú anh chị. Hoành là 39 tại vị trí này nha. Cô chú anh chị mình để ý vị trí thước dây dùm shop nha. Hoành eo là 27. Cả nồi đế này là 73 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 31. X6 thì xin giao lưu cô chú anh chị mà là 1.500.000 luôn nha. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Đây cũng gọng lắc đẹp nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số X7. Hoành tổng này là 38 nha cô chú anh chị. Đế là 25.
cao tổng nó là 27, cái eo là 25 nha, cả cái nồi đế này là 78 x 7. Giao lưu cô chú anh chị mình là 1.300.000 nha cô chú anh chị. Cây này cái ghế này mình có thể cắt xuống được cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình về rút đế lại ha. Tại vì mình bán cây phôi thì mình xử lý sơ sơ cho cô chú anh chị mình về tham khảo mình làm thêm ha cô chú anh chị. Và số X8 nha cô chú anh chị. Hoành là 39 nha cô chú anh chị. Nồi đế là 75. Eo này là 24 nha cô chú anh chị. Cao tổng là 34. X8 giao lưu là 1.500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây này đế cũng đẹp nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị mình xem trên clip mà chi tiết không rõ có thể kết bạn Zalo mình xem hình ảnh lại nha cô chú anh chị. Cái này X9, cái này cái rộng cũng rất là đẹp cô chú anh chị. Quanh tại vị trí này là 41 nha cô chú anh chị. Cả nồi đế là 82, kể 80 thôi. Eo là 26. Cao tổng là 34. X9 này giao lưu cô chú anh chị mình cũng là 1.500.000 luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã này là mã X10, mã chiếu thủy. Ngang vị trí cổ ghế là 38. Cả nồi đế là 74 nha cô chú anh chị. Eo là 23. Cao tổng của nó là 45 nha cô chú anh chị. X10 này giao lưu là 1.300.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 1.300.000 mã X10. Tiếp theo này là X11 nha cô chú anh chị. Thì này là trang vàng lá nhỏ nha. Cây này mình nuôi là thuần chậu lâu rồi nha cô chú anh chị. Giờ mình thay qua chậu đẹp mình giao lưu cô chú anh chị mình nha. Cây này là mã X11 nha. Hoành nó là 14 nha cô chú anh chị. Cao tổng là 18. Tán ngang tổng nó là 26 nha. Mã là X11. Cây này giao lưu cô chú mình là 900.000. 900.000 bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. X11 nha. Bóng tàn mịn. Mini để bàn chơi Tết nha, cũng có nụ hoa la ga nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã X12. Hoành em nó là 13 nha cô chú anh chị. Nồi đế nó là 40. Cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Cao là 20. Tán ngang là 28. X12 cũng giao lưu là 900.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Ngay hàng ấm tàng nha cô chú anh chị. Mã số này là X13 nha cô chú anh chị. Hàng mini. Hoành là 10. Cũ nó là 24, cũ đế 24 cô chú anh chị. Cao 16, tán ngang là 22. X13 giao lưu cô chú anh chị mình là 600.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. 600.000 được một cây thần chậu về chơi luôn cô chú anh chị. Tiếp theo là X15 nha cô chú anh chị. Hoành là 13. Tán cao là 16. Tán ngang là 26. X14. Giao lưu cô chú anh chị mình cũng là 900. Bao phí ship toàn quốc nha. 900.000. Bao ship cả chậu luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã X15. Một cây thăng lắc lượng đẹp nha cô chú anh chị.
Hoành cái cũ nó là 13. Hoành cho cái eo nhỏ này là 7 nha cô chú anh chị. Đó, so sánh với cái bút lông nha, hàng mini, từng chậu nha. Cao là 29, tán ngang là 28. Cây này nó mịn màng ha cô chú anh chị, cũng rất đẹp ha. Chơi Tết là ok luôn. X15, giao lưu là 600 ngàn chú anh chị. 600 ngàn mình được cái chậu với cái cây chơi Tết luôn, bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. X15. Tiếp theo X16 là phôi trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị, hàng sắp đế. Hoành em nó là 19 nha cô chú anh chị. Sắp đế đẹp nha. Nồi đế là 44, chiều cao tổng nó là 20. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 700 ngàn, bao phí ship nha cô chú anh chị. X16, 700 ngàn, cột cốt nè, đế đẹp. Tiếp theo là X17 nha cô chú anh chị. Cây này to lùng lực luôn nha, hai cành đều. Hoành em nó là 22 nha cô chú anh chị. Cao là 14. Nồi đế là 48. Cây này cũ nở đế đẹp, có cành đều ha. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình là 1,1 nha, 1,1 triệu, 1 triệu 100 ngàn nha cô chú anh chị. Đế đẹp. Hoành 22, cây lùng lực rất to nha. Tiếp theo là mã 18 nha cô chú anh chị. Hoành em nó là 19. Cũ nó là 39. Một cốt cao 25. Cây này có thể rút lùng lực cũng được ha cô chú anh chị. X19 giao lưu cô chú anh chị mình là 750 ngàn. Tay cành đều, mặt sau có cành phong đầy đủ ha cô chú anh chị. X20 cây vừa rồi là X18 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là X19. Hoành là 20 nha cô chú anh chị. Cao là 18. Rồi đế nó là 45. Đế rất là đẹp cô chú anh chị. X19 giao lưu cô chú anh chị mình là 800 ngàn. Hoành 20 nha cô chú anh chị, 800 ngàn bao phí ship toàn quốc. Tiếp theo là mã X20 nha cô chú anh chị. Cây một cốt đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này là 23, mình kể 22 nha cô chú anh chị. Cao là 17. Nồi đế là 46. X20 giao lưu 1 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 1 triệu nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp, tốt cành đều. X21 một trang vàng lá nhỏ, trang trực lắc nha cô chú anh chị. Hoành ngay vị trí cổ rễ này là 19. Cao là 18. Đế là 45. Giao lưu cô chú anh chị mình là 700 ngàn bao phí ship. X22 Hoành là 21, kể 20 nha cô chú anh chị. Cây này mình có thể cắt trực lắc được nha cô chú anh chị. Cắt trực lắc có cành phong đầy đủ luôn á. Cao là 15. Nồi đế là 40. X22 giao lưu cô chú anh chị mình 850 ngàn. X23 Hoành là 20 nha cô chú anh chị. Cao là 21. X23 cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 650 ngàn bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị.
X23 650.000. X24 cũng dán trực lắc đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này với cây nãy chơi cặp được nè cô chú anh chị. Hoành là 20, hơn 20 kể 20 nha. Cao là 16. Rồi đế là 46. X24 giao lưu 750.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. X24 750.000. X25 hoành là 20 nha cô chú anh chị, cao là 17. Rồi để 38. X25 giao lưu cô chú anh chị mình 750.000. X26 nha cô chú anh chị. Mini hoành là 16 nha, cao là 14. Giao lưu cô chú anh chị mình cái này 400.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. X26 400.000. Tiếp theo là X27 nha cô chú anh chị. Hoành nó là 11. Cái cũ đặt là 24 nha cô chú anh chị. Cao là 17. Cái này giao lưu cô chú anh chị mình 250.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha, 250.000. X27. X28 nha cô chú anh chị. Hoành 14. Đế là 40. Cao là 20. Cái này giao lưu của chú anh chị mình là 400.000. X28 400.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. X29 hoành là 19 nha cô chú anh chị. Cao là 14. Đây là giao lưu cô chú anh chị mình là 650.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. X29 650.000, bao phí ship toàn quốc. X30 hoành là 17 nha cô chú anh chị. X30 hoành là 17, chiều cao là 18. Rồi để 37, giao lưu cô chú anh chị mình là 500.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. X31 hoành là 20, cao là 24. Giao lưu 700.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Hoành 20, giao lưu 700, bao phí ship. X32 nha cô chú anh chị. Đây một cốt tay cành đều ha. Hoành là 21. Rồi để 44 ha. Cao là 20. Đây này giao lưu cô chú anh chị mình là 900.000, bao phí ship toàn quốc. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đế chạy đều mặt bầu luôn. 900.000, bao phí ship. X33. Cây X32 vừa rồi là 900.000, cây này X33 hoành 17 nha cô chú anh chị. Bệ nở nha, cao là 15. Cây đế là 43 nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu cô chú anh chị mình là 550.000. X33 tiếp theo là mã X34 nha cô chú anh chị, trang vàng lá chung nha. Hoành nó là 10, nội đế là 50, cao là 349. X34 giao lưu cô chú anh chị mình là 400.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị.
S315. Quanh là 10. Rồi đế được 50 luôn nha cô chú chị. Cao là 39, cây này chơi dán siêu hoặc là sửa là dán trực cũng được nha cô chú anh chị. X35 cũng giao lưu là 400.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. X36. Vàng lá chung luôn nha cô chú anh chị. Hoành cũng là 10. Củ đế là 44. Cao 50. Giao lưu cô chú anh chị mình cũng 400.000 luôn, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Số điện thoại của shop mình là 0853 138 138 nha. Số để liên hệ giao lưu nha cô chú anh chị. X37, cây này hoành nó là 9 nha cô chú anh chị. Củ nó là 49. Cao từ mặt bầu lên là 40. Giao lưu cô chú anh chị mình cũng 400.000, bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. X38. Hoành nó là 12 nha cô chú anh chị. Cao là 23. Rồi đế là 40, X38, giao lưu cô chú anh chị mình là 400.000, bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi này mình có thể chơi bonsai lục lực nha cô chú anh chị, hoặc về mình ghép mẫu đơn sọc hoặc là mẫu đơn đột biến mình chơi cô chú anh chị. X39, cây này hoành là 9 nha cô chú anh chị. Cao là 18. Cả cái cũ là 42, giao lưu là 300.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha, 300.000. Rồi, cây này là mã X40, cây mã cuối cùng của ngày clip ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Hoành nó là 13. Đế nó là 45. Cây này là cây mẫu đơn đỏ nha cô chú anh chị, đỏ nhung, đỏ lá nhựa nha. Cao là 60. Đây là giao lưu cô chú anh chị mình là 450.000. Cây cuối cùng này cây đỏ nhung, đỏ nhung lá nhựa, lá bóng đó cô chú anh chị, giao lưu 450.000, bao phí ship toàn quốc. Rồi thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi ủng hộ shop nha. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong các clip của sau nữa nha cô chú anh chị. Xin chào.